Em chào anh. Em cho anh làm quen nhá. Anh nói đi. Mình hẹn hò nhá. Mới gặp em chưa hỏi han gì mà đã muốn hẹn hò rồi á? À, tại vì mẹ anh muốn cưới vợ. Hả? À, không, nhầm. Mẹ anh muốn anh cưới vợ sớm. Anh nhầm, anh xin lỗi. Em đồng ý. Ôi thật á? Mình yêu nhau nhanh như vậy á? Anh nói thật nhá. Đàn ông thằng nào nó chẳng như thằng nào. Muốn gặp em xong hẹn hò. Hẹn hò xong là chán em ngay. Nhưng mà tiêu chuẩn em nó cao lắm. Mà yêu cầu của em nó còn cao hơn cơ. Đáp ứng được hay không mới là vấn đề đấy. Hẹn mai gặp anh ở quán cà phê trời. Nhớ đấy. Em chào anh. Anh chào em. Mình bắt đầu hẹn hò luôn anh nhở? Hôm nay mình gặp nhau rồi. Em có thể nói ra những yêu cầu mà em mong muốn từ anh được không? Nếu mà anh đáp ứng được những yêu cầu ấy thì mình sẽ tiến tới một cái mối quan hệ nó nghiêm túc hơn. Anh hiểu. Ý em là cái này phải không? Anh bớt suy nghĩ bậy bạ đi. Cái đầu tiên này, không được ghen tuông. Bạn anh toàn con trai. Gọi điện nói chuyện mỗi tối. Nhấc máy alo em yêu mỗi khi em cần. Có điều kiện. Em tính tiền cốc nước cho anh đi. Dạ, của anh hết 30 ạ. 50. Có cần trả lại. Em xin. Đúng là người có tiền là làm cái hành động gì nó cũng toát lên toàn là cái mùi tiền anh nhỉ. Không có yêu cầu nào là anh không đáp ứng được. Anh quá tự tin về bản thân mình đi. Mà điều kiện cuối cùng này, anh đợi em một tí nhá. Mặt mộc. Những cái yêu cầu lúc nãy em đưa ra ấy là anh đáp ứng được hết rồi. Còn cái yêu cầu cuối cùng của em ấy là cái sự mộc mạc giản dị của em nữa nào. Anh có đáp ứng được luôn không anh? Em ơi, chắc anh là anh xin phép đi về trước ấy. Anh thấy em với anh là cũng không phù hợp lắm đâu. Ok anh ơi bây giờ đợi em một tí, em vào trang điểm rồi anh em mình lại ngồi chuyện với nhau nhanh nhá. Anh ơi.